Thân chào quý cô bác, lại là em mẹ quê đây. Hôm nay lại là một món chay nữa nha, mà món chay này dùng để ăn sáng. Đó là sốt khoai tây để ăn chung với bánh mì. Sốt khoai tây béo béo, thơm thơm. Ở bên trong còn có nấm dai dai, khuết với bánh mì ăn cho bữa sáng rất ngon. Và cách làm siêu đơn giản luôn, nguyên liệu cũng rất là dễ mua nữa. Và làm cũng nhanh. Bữa sáng mà có một chén sốt khoai tây như thế này, khuết lên một miếng bánh mì, vừa ngon, làm nhanh gọn, lại no căng bụng. Nếu quý cô bác thấy thích sốt khoai tây mà em làm, thì xin mời vào bếp cùng thực hiện với em nha. Làm rất nhanh ạ. Ở đây em có 200g nấm rơm, quý cô bác chọn loại nấm dù hoặc nấm búp đều được, 3 quả cà chua, một ít ngò rí, một củ khoai tây 200g, em đã nấu chín, lột sạch vỏ và nghiền nát. Quý cô bác nào mà ăn chay sử dụng sữa thì có thể dùng thêm một ít sữa đặc ạ. Còn nếu không ăn sữa thì có thể nêm gia vị như thế này cũng ngon. Em dùng 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, 1 muỗng canh tương hột, thêm một ít dầu ăn nữa. Nguyên liệu chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Bây giờ em làm nha. Nấm em rửa sạch, để ráo và cắt nhỏ. Cà chua thì quý cô bác có thể mang đi xay nhuyễn hoặc là cắt hạt lựu như thế này đều được nha. Tương hột thì em đã giã nát rồi nè. Bây giờ thì em đi làm sốt thôi, cho một ít dầu ăn vào chảo. Cọng ngò rí em cắt nhỏ cho vào đây để phi thơm. Tiếp theo em cho nấm rơm cắt nhỏ vào. Quý cô bác có thể dùng nấm rơm nè, nấm kim châm, nấm bào ngư hoặc là nấm đùi gà đều được ạ. Hoặc là quý cô bác cũng có thể dùng nấm đông cô. Cà chua cắt hạt lựu em cho hết vào đây luôn. Đảo đều khoảng 30 giây thì em nêm gia vị vào đây. Tất cả gia vị em chuẩn bị ngay từ đầu gồm đường, hạt nêm chay, tương hột, em sẽ nêm hết vào đây luôn. Đảo đều một lượt nữa thì cho nước vào. Quý cô bác có thể dùng nước dừa tươi hoặc là nước lọc hoặc là sữa. Quý cô bác có thể dùng loại nước mà mình thích nha, em thì sẽ dùng nước lọc. Nước cho vào vừa xăm xắp thôi nha quý cô bác. Nếu quý cô bác nào ăn chay mà sử dụng sữa thì có thể cho sữa vào. Cái độ ngon của món này sẽ tăng lên rất nhiều. Giờ thì chỉ cần nấu ở lửa liu riu và nấu đến khi nào mà nó hơi sệt lại thì cho phần ngò đã cắt nhỏ vào. Tiếp theo nữa là cho khoai tây vào. Em sẽ để lửa liu riu và tán phần khoai tây này ra cho nó đều. Và nấu đến khi nào mà cái hỗn hợp này nó thật là sệt lại nha. Nếu thích cay, quý cô bác cũng có thể cho vào đây thêm một ít ớt bột. Phần sốt bây giờ nó hơi sệt lại rồi nè, nhưng em nấu thêm một lúc nữa nha. Cái mùi của nó bây giờ rất là thơm. Bây giờ thì đã sệt lại hoàn toàn rồi nè, như thế này là được rồi đó. Cái mùi của nó thơm phức luôn á quý cô bác. Bây giờ em sẽ tắt bếp và cho ra đĩa nha. Sốt khoai tây này quý cô bác khuết lên bánh mì, ăn cũng ngon. Hoặc là trộn với bún trắng nè, trộn với cọng bánh tằm. Thêm một ít rau dưa hoặc giá, ăn buổi sáng là ngon vô cùng. Cách làm rất đơn giản luôn phải không quý cô bác. Cái mùi của nó rất thơm, vị thì béo béo, một chút mặn, chút ngọt. Mong là món chay này sẽ giúp quý cô bác có những bữa chay ngon và lạ miệng hơn. Xin chúc quý cô bác luôn ăn chay ngon miệng nhé. Và rất cảm ơn quý cô bác đã bỏ thời gian xem video của em nãy giờ. Và xin hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau nha. Rất cảm ơn quý cô bác đã luôn ủng hộ ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.